Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, hội tụ gió suy yếu nên trong đêm nay, Bắc Bộ chỉ còn mưa rào và dông ở khu vực vùng núi phía Bắc như tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai hay Hà Giang với lượng mưa phổ biến dưới 10 mm. Sang ngày mai, vùng hội tụ gió tiếp tục yếu đi, vùng áp thấp phía Tây mở rộng hơn về phía nước ta. Khu vực Bắc Bộ, vùng nóng mạnh nhất vẫn là đồng bằng và thủ đô Hà Nội với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày mai là từ 36 đến 37 độ. Khu vực Trung du và hầu khắp các tỉnh vùng núi phía Bắc nhiệt độ ở mức từ 35 đến 36 độ. Chỉ riêng khu vực các tỉnh như Lai Châu hay phần phía Bắc của tỉnh Điện Biên hay khu vực Quảng Ninh là những vùng chưa xảy ra nắng nóng ở miền Bắc trong ngày mai với mức nhiệt cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Ở Trung Bộ ngày mai, diện nóng sẽ mở rộng hơn, xuất hiện ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Phú Yên. Nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực này dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Riêng các điểm vùng núi phía Tây, nhiệt độ cao hơn, có nơi trên 38 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận nằm ngoài vùng tác động của thấp nóng, nên ngày mai nhiệt độ ở ngưỡng từ 33 cho đến 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam tăng cấp, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ tăng về diện và lượng. Trong đêm nay và ngày mai, Tây Nguyên và Nam Bộ tạm giảm mưa còn vài nơi. Nhưng đến chiều và tối mai, cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ đồng loạt có mưa nhiều nơi. Thậm chí nhiều điểm có mưa vừa, mưa to ở Tây Nguyên và Nam Bộ, với lượng mưa trong khoảng từ 20 đến 30 mm. Thậm chí có những điểm mưa rất to trên 70 mm, nên nguy cơ xảy ra tình trạng ngập úng đô thị là rất lớn. Còn về mức nhiệt ngày mai ở Tây Nguyên, duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Tại Nam Bộ, nhiệt độ là từ 32 đến 34 độ. Trên biển, ở khu vực biển từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau, khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, mưa rào và dông khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp. Trong khi đó, ở khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, gió Tây Nam yếu hơn, chỉ khoảng cấp 3, cấp 4, nhưng các khu vực này cũng có mưa rào và dông rải rác. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.